từ ngày 2 tháng 12. Thu thập giáp sung thiên và ngựa thần tướng, nhận ngay trang phục Volcat miễn phí. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bước tham gia cực kỳ đơn giản. Bước 1, đăng nhập tài khoản cá nhân Garena hoặc Facebook. Bước 2, làm các nhiệm vụ để nhận lượt mở mảnh. Thu thập đủ 8 mảnh giáp, ghép thành giáp sung thiên. Đặc biệt, khi bạn sở hữu từ 2 mảnh giáp giống nhau trở lên, bạn có thể chia sẻ mảnh cho bạn bè chiến hữu. Cách chia sẻ mảnh cực kỳ đơn giản. Đầu tiên, bạn bấm vào mảnh giúp bạn muốn chia sẻ. Sau đó, sao chép đoạn code, chia sẻ mảnh và gửi ngay cho bạn bè mình nhé. Để nhận mảnh từ bạn bè, bạn chỉ cần bấm vào nhận mảnh từ trang chủ sự kiện và dán đoạn code được chia sẻ vào ô chấm. Đồng thời, bạn chỉ cần đăng nhập game đủ 7 ngày để nhận ngay ngựa thần tướng. Cuối cùng, khi đã thu thập đủ giáp sung thiên và ngựa thần tướng, đừng quên đổi ngay trang phục bậc S+ Volcat sung thiên thần tướng. Chưa dừng lại ở đó, chuỗi sự kiện Volcat vô cùng hấp dẫn còn đem theo nhiều phần quà cực hot khác như set đồ liên quân giới hạn, set full skin Việt Nam. Các anh em đã sẵn sàng chưa? Biến thần tướng chiến liên quân ngay nào!